sĩ Vương Gia Nhĩ phủ nhận tin đồn hẹn hò và ngoại tình. Sau tin đồn hẹn hò với Tống Vũ Kỳ thì ngày 23 tháng 2, Vương Gia Nhĩ tiếp tục bị blogger tung tin hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái. Theo đó, blogger người Trung Quốc Vương Đại Trì đã tung tin về việc Vương Gia Nhĩ và Tống Vũ Kỳ hẹn hò, lần trước cho biết vào ngày hôm nay sẽ đưa ra thêm một thông tin chấn động khác nữa. Và đúng thật, người này đã đăng lên mạng xã hội bằng chứng Vương Gia Nhĩ dường như đã có động thái của sự ngoại tình sau khi Tống Vũ Kỳ về lại Hàn Quốc. Cụ thể, nếu như ở tin tức trước, tài xế riêng của Vương Gia Nhĩ đã đưa đón Tống Vũ Kỳ từ khách sạn, sân bay đến nhà riêng của Vương Gia Nhĩ thì lần này người tài xế tiếp tục chở hai cô gái lạ đến nhà riêng của nam ca sĩ. Thời điểm được ghi nhận là sau khi Tống Vũ Kỳ đã trở về Hàn Quốc hoạt động được khoảng 15 ngày. Đoạn video đi kèm ghi lại hình ảnh quá trình và sự xuất hiện của hai cô gái lạ này tại khu nhà Vương Gia Nhĩ được Vương Đại Trì tung lên và làm bằng chứng gây bất lợi cho nam ca sĩ. Trong khi sự việc hẹn hò với Tống Vũ Kỳ còn chưa được xác nhận, anh lại vướng phải một chiếc phốt chấn động khác. Sự việc này đã khiến không ít fan và cư dân mạng phải đặt dấu chấm hỏi về nhân cách của nam ca sĩ. Tuy nhiên, phía công ty quản lý của Vương Gia Nhĩ đã đăng văn bản thông báo phủ nhận tin đồn nói trên. Trong văn bản gửi đến truyền thông và công chúng, nam thần tượng phủ nhận có quan hệ tình cảm với Tống Vũ Kỳ và hai cô gái. Việc cả ba xuất hiện ở nhà anh chỉ là bạn bè tụ tập cùng nhau. Vương Gia Nhĩ khẳng định Lưu Đại Trì cố tình bóp méo sự thật bằng cách cắt ghép các video ác ý và công bố lên mạng với nội dung gây hiểu lầm về đời sống riêng của anh. Chúng tôi đã trình báo vụ việc của Lưu Đại Trì với cảnh sát, đại diện của Vương Gia Nhĩ nói trên Sina. Vương Gia Nhĩ còn được biết đến là Jackson Wang, sinh năm 1994 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Anh được biết đến là rapper kiêm vũ công của nhóm nhạc nam God 7. Nhiều năm qua, Vương Gia Nhĩ hoạt động nghệ thuật ở cả hai thị trường Trung Hàn. Anh được nhiều người hâm mộ yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai và tính cách hài hước.